Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre tổ chức sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp giữa đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với quyền ủy ba quyền biên giới biển Bình Đại, Ba Tri và Thành Phú. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đến dự trong năm 2022, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy các quyền Ba Tri, Bình Đại, thành phố đã chủ động phối hợp, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết đại hội lần thứ 8 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 các chỉ thị của đảng, các văn bản pháp luật của nhà nước liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh về mọi mặt. Thời gian qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy ba quyền biên giới biển thường xuyên phối hợp tham mưu cho tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý xử lý vi phạm về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định iuu đồng thời phối hợp thực hiện tốt việc xây dựng củng cố kiện toàn hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh ở các xã biên giới triển khai thực hiện các dự án xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng nâng cao dân trí xóa đói giảm nghèo cải thiện đời sống nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến biên giới trong tình hình mới qua báo cáo, các đại biểu thống nhất với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp, đồng thời đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác phối hợp năm 2022, cũng như đóng góp nhiều sáng kiến cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp lãnh đạo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và quyền ủy ba quyền biên giới biển đã đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp năm qua trong thời gian tới để bảo đảm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh. Dân giàu ở nước mạnh. Chúng ta phát triển kinh tế tốt thì sẽ có tiềm lực về quốc phòng tốt. Còn nếu vẫn cứ nghèo đói thì lấy đâu ra tiềm lực để đầu tư quốc phòng, bảo vệ được an ninh, chủ quyền. Nó sẽ rất khó khăn. Đấy, nó rất là biện chứng như vậy cho nên nó phải tập trung phát triển kinh tế xã hội. Mà cái này cũng là chủ trương của Đảng của ta đồng thời, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh và quyền ủy ba quyền biên giới biển tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển tải mọi đường lối. Chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân, phối hợp tham mưu và triển khai thực hiện có kết quả chủ trương phát triển kinh tế về hướng đông của tỉnh, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn khu vực biên giới biển, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chương trình của tỉnh về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, xây dựng các phương án phát hiện, ngăn chặn từ xa các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển, cũng như thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu về